Hoan hỉ chào mừng quý cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Xin kính chúc quý cô bác luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, khi được sinh ra mỗi người đều mang cho mình một số mệnh khác nhau. Vì vậy có những người dù được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng mệnh phú quý chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nên khi lớn lên, họ cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả mưu sinh thì mới có được sự sung túc, đủ đầy. Cũng có những người trời sinh không có gì trong tay, nhưng họ lại sở hữu tính cách tuyệt vời, sống bản lĩnh và được nhiều quý nhân bên cạnh phù trợ, nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng thăng hoa, thịnh vượng. Mới đây nhất các bậc thầy tử vi có nói, trong số 12 con giáp, có 4 con giáp may mắn được trời thương Phật độ mà có cơ hội thay vận đổi đời, giàu sang sung túc đúng từ sau Tết Dương lịch 2023 này. Nói một cách khác, trời sinh 4 con giáp này luôn sống vui vẻ, chan hòa, luôn tu nhân tích đức, giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, dù họ có trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách đi chăng nữa. Nhưng với tinh thần lạc quan, bản lĩnh, luôn hướng về cuộc sống tươi đẹp ở tương lai thì chắc chắn vận may sẽ luôn bên cạnh và luôn được thần tài chiếu cố. Vậy, để biết được 4 con giáp nào sẽ may mắn nhận được vận may này, thiên cơ được tiết lộ ra là gì? Và làm cách nào để giữ được tài lộc của quý cô bác anh chị thời điểm sau Tết Dương lịch này? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bởi mỗi lượt đăng ký của quý vị sẽ là một nguồn động lực to lớn trong việc giúp cho ban biên tập chương trình của chúng tôi có thêm động lực để giúp đời, giúp người quý vị nhé. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp may mắn được thần tài chiếu cố, thay vận đổi đời đúng từ sau Tết Dương lịch 2023 này. Thưa quý vị, tuổi Tỵ là tuổi con rắn và được xếp ở vị trí thứ 6 trong bảng 12 con giáp. Người Trung Quốc cho rằng tuổi Tỵ sinh vào hai mùa xuân hạ là lợi hại nhất. Tuổi Tỵ sinh vào mùa đông thì hiền lành, điềm tĩnh, vì mùa đông là thời kỳ rắn ngủ. Người nào sinh vào lúc thời tiết đẹp thì vui nhộn, dễ thỏa mãn hơn ai sinh ra trong lúc trời xấu. Người tuổi Tỵ có thời niên thiếu và thanh niên khá êm đềm, mang bao mơ ước trong sáng bước vào đời và trưởng thành trong hoàn cảnh ê ả. Còn đến thời kỳ trung niên, rất nhiều phiền muộn không như ý dần dần xuất hiện, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Tuổi Tỵ được sở hữu một tinh thần ham học hỏi, khá khôn khéo và có phần ưa thích mạo hiểm. Họ sống khá thẳng thắn và thật thà, luôn có một tinh thần làm việc rất cần cù và chăm chỉ. Vì vậy, chỉ cần chấp được thiên cơ là con giáp này sẽ có cơ hội một bước đổi đời ngoạn mục. Thế nhưng, tuổi Tỵ phải đặc biệt chú ý đến tuổi già của mình vì bản tính vô cùng mẫn cảm, thêm vào đó còn ưa thích mạo hiểm. Nên tuổi già của tuổi Tỵ sẽ có thể gặp phải một vài trắc trở không cần thiết, một cuộc sống đầy xung đột và hỗn loạn không dành cho người tuổi Tỵ. Bởi lẽ họ yêu hòa bình và thích tĩnh lặng, họ hướng về tinh thần hơn là vật chất, tuổi này thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy, họ thiên về chất hơn là lượng. Phong cách tao nhã, dễ chịu, nhưng không kém phần sang trọng là những gì mà con giáp tuổi này muốn trang trí tổ ấm thân yêu của mình. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tỵ may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng dịp sau Tết Dương lịch 2023. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tử vi đúng dịp sau Tết Dương lịch 2023 của Ất Tỵ cho thấy, mọi thứ trong cuộc sống của quý mệnh chủ tuổi này diễn ra hết sức suôn sẻ, bạn tràn đầy năng lượng và biết rõ con đường đang đi. Khả năng thăng tiến ở chỗ làm hiện tại cũng rất cao, do vậy, hãy chăm chỉ làm việc, tập trung trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và thể hiện năng lực trước cấp trên. Những ý kiến của người tuổi Ất Tỵ được một nửa của mình nhiệt tình đón nhận trong tuần mới, thậm chí người ấy không thực sự hiểu bạn đang làm gì nhưng vẫn luôn ở bên nhiệt tình ủng hộ hết mình. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu bị tác động xấu do ảnh hưởng của thiên cầu, để hạn chế rắc rối liên quan tới sức khỏe thì bạn cần quan sát thay đổi của cơ thể mình. Đừng vì bận rộn mà không quan tâm đúng mực, gây tổn hại về lâu về dài. Đây cũng là thời điểm cuối năm, thời tiết thay đổi nhiều. Quý mệnh chủ cũng nên hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe trong thời điểm này, tránh ăn mặc phong phanh khi đi ra ngoài, hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia khi lái xe. Bên cạnh đó, Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý vị những con số may mắn để giúp cho quý vị có thể thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lục, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, con số may mắn, nam, 6, 36, 42, 19, nữ, 9, 88, 51, 60. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Bách Việt cho thấy Đinh Tỵ khá may mắn trong công việc và nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định,
nhưng vẫn gặp ít chông gai cản trở trên con đường tương lai. Thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước. Nói chung phương diện sự nghiệp của bạn sẽ ổn định. Đinh Tỵ sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và đưa ra một bản báo cáo chói sáng. Điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn. May mắn là những người đang theo đuổi thành tích cuối năm sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Thời điểm này là thời điểm may mắn nhất về tiền bạc của đương số, do có tam hội cục dẫn đường chỉ lối. Vận may về tiền bạc đang trên đà phát triển, con giáp này sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao, xử lý lùng xùng rắc rối với khách hàng cực khéo. Bên cạnh đó, người kinh doanh được khách thương nên số tiền thu về cũng tốt hơn hẳn so với tuần cũ. Nói chung, phương diện tình duyên của bạn khá viên mãn, hội độc thân có thể chủ động mời người mình thích đến một quán cà phê đặc biệt trò chuyện để gần nhau hơn. Nhiều người cứ nói thật thà thường thua thiệt, nhưng với Đinh Tỵ thì khác, thời điểm này bạn vẫn sống rất bình an cùng sự chân thành của mình, mặc cho cuộc đời giả dối. Bên cạnh đó, tiểu hao cũng nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ nên tránh việc mua sắm quá nhiều những món đồ giảm giá trong thời gian này. Vì tuy là những khoản nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng khá nhiều tới tài chính của bạn. Đừng xem thường những khoản này vì chúng cứ lần lượt ra đi khỏi túi bạn như nước bị dò dỉ vậy. Bên cạnh đó, Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý vị những con số may mắn để giúp cho quý vị có thể thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, con số may mắn: nam 4, 81, 33, 46, nữ 2, 29, 98, 50. Vị trí thứ hai. Xin chúc mừng con giáp tuổi Dậu, là con giáp may mắn được thần tài chiếu cố, thay vận đổi đời đúng từ sau Tết Dương lịch 2023 này. Tử vi đúng từ sau Tết Dương lịch của tuổi Dậu cho thấy, thời gian này đặc biệt may mắn đối với bản mệnh, mọi việc đều trở nên hết sức trôi chảy, mọi tình ố đều được kiểm soát, xử lý nhanh gọn, không một chút vướng bận. Có được điều này chủ yếu vào khả năng biến chuyện nhỏ thành không có gì của bạn, nhờ đó bạn tránh bận tâm quá mức cần thiết vào những việc không cần thiết. Suy ở mệnh cho thấy, bạn dễ dàng thỏa hiệp nên trong công việc không có rắc rối nào lớn, bạn còn là một người có chí tiến thủ, có chí cầu tiến lớn nên chỉ cần đợi, nhân lúc thiên thời địa lợi chấp được thời cơ là sẽ có nguy cơ được bùng nổ mạnh trong sự nghiệp. Thực ra, sâu bên trong lòng tuổi Dậu luôn có một lý tưởng riêng của mình, có lúc nó còn được xem là rất cao đẹp khi bạn biết nghĩ cho người khác. Bạn có ý thức cao trong việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, không cạnh tranh. Thiên tài ghé thăm trong thời điểm này cũng cho thấy tuổi Dậu dùng rỉnh tiền tiêu, lộc lá đổ về rất nhiều, cho dù bản thân không phải vất vả, bon chen như trước đây, chính bạn không ngờ vì sao bản thân gặp may như thế, nhất là trong những việc bạn chưa từng nghĩ tới thì nay cũng được hưởng lộc. Tháng mới còn có tam hợp nâng đỡ, giúp cho mối quan hệ của vợ chồng con giáp tuổi Dậu trở nên hài hòa, ấm áp, nhất là nữ tuổi Dậu được khen ngợi là người vợ hiền, đảm đang, bạn luôn có thái độ lạc quan trong cuộc sống và nó còn giúp cho con cái của bạn được truyền cảm hứng mạnh mẽ. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát, giai đoạn này có hung tin bạch hộ án ngữ, dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải, do đó quý vị cũng nên cẩn thận hơn trong việc đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng các chất kích thích khác. Quý vị thân mến, ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý vị một vài tháng sinh được xem là tốt đối với người tuổi Dậu. Với quý mệnh chủ tuổi Dậu sinh tháng riêng, đây là thời điểm tiết đầu xuân, dương khí sinh vượng, sinh sôi nảy nở, nhiều cơ hội phát triển, nhưng phải qua khó khăn vất vả và sương gió, khó tránh hơi váng vất, mỏi mệt, tâm sự rối như tơ vò, muốn một bước lên đến tận trời nhưng thời cơ chưa đến. Với quý mệnh chủ tuổi Dậu sinh tháng 4, tiết lập hạ, tôi thần phù trợ quân vương, tướng hộ giá, binh lực dồi dào, uy danh vang bốn phương, nho nhã, đôn hậu, bản tính thông minh, địa vị quyền quý cao sang, có chí lớn, tài cao, nghĩa hiệp can trường, mọi người kính trọng, hưởng phúc trời ban, tinh thông kỹ nghệ, thuận buồm xuôi gió, có chí lớn ắt thành đại sự. Với quý mệnh chủ tuổi Dậu sinh tháng 12, tiết tiểu hàn, băng phủ giá lạnh, tuyết lất phất rơi, không thể ra khỏi hang, càng ít cơ hội xuất đầu lộ diện, rời xa trần thế, tu được hữu công, áo không đủ che thân, bữa no bữa đói, hoạn nạn trắc trở, vạn sự khó phát đạt, có người cứu giúp, tuy vất vả buồn phiền xong về già được hạnh phúc. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nan vượng vận đúng từ sau Tết Dương lịch 2023. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Quý vị thân mến,
với sự xuất hiện của tử vi cát tinh mang theo không ít tin vui. Trước tiên về phương diện tài chính, thời điểm cận cuối năm này là lúc bạn đã được thu hoạch sau một năm vất vả. Mức tiền lương và thưởng bạn nhận được xứng đáng khiến người khác phải suýt xoa, ngưỡng mộ. Vì vậy bạn có thể chi tiêu, sắm Tết hoàn toàn thoải mái trong cuối năm này. Tiếp đó là tin vui về tình cảm gia đình, gia đạo của quý mệnh chủ trong ấm ngoài êm, mâu thuẫn giữa anh chị em trong nhà được hóa giải triệt, để tình cảm vợ chồng ngày một tốt đẹp thêm. Xem tử vi đúng từ sau Tết dương lịch của Đinh Dậu, do có tài tinh thực thần chiếu mệnh, nên tài lộc của con giáp này có sự khởi sắc rực rỡ. Đây cũng là thời điểm cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy bạn cũng nên hết sức thận trọng kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu thời điểm này lại không mấy khả quan, có dấu hiệu suy giảm do chịu tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì bị các căn bệnh vặt vãnh quấy dày, cũng do vậy mà bạn thường xuyên kén ăn, thiếu ngủ, tinh thần uể oải, không phấn chấn. Minh Đường tử vi khuyên con giáp này không nên thả trôi tình hình hiện tại, mà hãy nỗ lực thay đổi, trước hết là từ lối sống của mình, hãy ra ngoài vận động, hít thở BA không khí trong lành và kết bạn nhiều hơn, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà mọi người truyền cho mình. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng nên kịp thời khám chữa chứ chớ nên giấu bệnh, bởi như vậy thì căn bệnh mà bạn mắc phải sẽ chỉ càng trở nặng hơn thôi. Trên phương diện tinh thần, nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, bạn nên tâm sự với người thân thiết và đáng tin cậy. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, làm được như vậy bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn con số may mắn để giúp cho quý vị có thể thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong giai đoạn, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, sửu, con số may mắn, nam 7, 63, 18, 86, nữ 8, 52, 29, 97. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Có thể nói, trong thời điểm sau Tết dương lịch 2023 này, tuổi Kỷ Dậu có thể tiêu xài thích tay, không phải đắn đo quá nhiều về tình hình tài chính. Nhận được tiền lương và thưởng trong tay là kế hoạch mua sắm bắt đầu được khởi động, không chỉ mua sắm cho bản thân, bản mệnh còn hò cáp cho người thân, bằng hữu. Dù làm gì đi nữa, tuổi Kỷ Dậu cũng nên chú ý tới sự ảnh hưởng của hung tinh đại hao. Dù tình hình tài chính vững chắc, tiền bạc trong túi rủng rỉnh là thế, nhưng tốt hơn hết bạn vẫn nên chi tiêu sao cho hợp lý. Những khoản gì không cần thiết thì đừng tốn tiền làm gì, hãy dùng tiền vào những việc khác sẽ tốt hơn. Thời điểm này, hầu như công việc của quý mệnh chủ Kỷ Dậu gần như đã hoàn tất, còn một số việc dỡ gian bản mệnh sẽ hoàn thiện ở mức độ nhất định nào đó. Ưu tiên những việc gấp, còn những dự án dài hơn thì ra riêng, ngày rộng tháng dài làm tiếp cũng không vấn đề gì. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sau Tết Dương về tình duyên, hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều bất ngờ với sự giúp đỡ của bộ ba ngôi sao tốt lành Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Việt. Đây là các cát tinh chủ về đào hoa, hỷ tín, hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của con giáp này. Nhìn chung các mối quan hệ vận khí ổn định và không có nhiều biến động, đây là một tin vui đối với người tuổi Kỷ Dậu. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này nên thận trọng trong việc đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn. Bên cạnh đó, những người tuổi Kỷ Dậu nên sắp xếp lại thời gian biểu để có được khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc tập luyện, cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân. Không những thế, giai đoạn này thời tiết lạnh hơn dễ bị cảm lạnh, bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng, chống chọi bệnh tật, đồng thời nhớ giữ ấm chân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời điểm này, có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong giai đoạn, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, vàng, quý nhân phù trợ, hợi, tuất, con số may mắn, nam 4, 82, 37, 69, nữ 2, 49, 95, 97. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Đây cũng là thời điểm cận cuối năm của người tuổi Tân Dậu,
bao nhiêu điều xui xẻo rồi sẽ qua hết, còn lại là những niềm vui. May mắn đang chờ đón bạn, giai đoạn này, bạn làm việc hiệu suất hơn hẳn, khối lượng công việc đã giảm đi trông thấy. Mọi thứ gần như đều được hoàn thành theo đúng tiến độ, vì thế người tuổi Tân Dậu đi làm trong tâm trạng thoải mái, tư thế ngẩng cao đầu, lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Hơn thế, trong thời điểm sau Tết Dương lịch này, bạn còn nhận được tiền lương và thưởng khá cao, đáng để tự hào vì những điều mình cố gắng đạt được trong suốt thời gian qua. Chỉ số hung vận trong giai đoạn này khá ít, nhưng quý bản mệnh cũng đừng nên chủ quan. Mỗi khi đi ra ngoài đường, đi mua sắm, đều phải chú trọng vấn đề an toàn giao thông, đi đứng thận trọng, tránh ăn mặt phong phanh, đã bia rượu thì đừng nên lái xe kẻo xảy ra tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn con số may mắn để giúp cho quý vị có thể thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Tuất. Con số may mắn: nam 1, 36, 61, 11, nữ 5, 73, 70, 30. Vị trí thứ 3. Xin chúc mừng tuổi Tuất là con giáp may mắn được thần tài chiếu cố, thay vận đổi đời đúng từ sau Tết Dương lịch 2023 này. Quý vị thân mến, người tuổi Tuất luôn sống bao dung, chân thành và vì vậy họ luôn được bạn bè, người thân tìm đến để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Với tính cách tuổi Tuất, họ luôn tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện trước mặt mọi người và trước khó khăn họ cũng luôn mỉm cười. Ưu điểm của người tuổi Tuất là thông minh, tài trí hơn người, biết nhìn xa trông rộng và luôn có khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Tuy bề ngoài trông họ rất mềm mỏng, nhưng bên trong lại luôn tồn tại một nội lực rất lớn, họ mạnh mẽ và có khả năng chịu đựng ngoan cường. Tuổi Tuất là những người lao động hết sức chăm chỉ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn đỡ bớt gánh nặng của những người khác. Người tuổi này thường rất chịu thương, chịu khó, không nề hà bất cứ việc gì, thế nên họ đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặt công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất thường có tình yêu mãnh liệt đối với gia đình và bạn bè, họ là những người chân thành và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ cũng có tinh thần đồng đội mạnh mẽ và thích làm việc trong nhóm. Sự tận tụy và trách nhiệm của họ khiến họ trở thành những người rất đáng tin cậy trong mọi tình huống. Trong gia đình, bản năng làm cha mẹ ở tuổi Tuất rất rõ ràng và họ thường nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ quan tâm, chăm sóc và yêu thương, vun vén cho gia đình, con cái và họ cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi được ở trong tổ ấm của mình. Xem tử vi cho quý mệnh chủ tuổi Tuất sau Tết Dương lịch cho thấy tuổi này sẽ gặp được cục diện tam hợp thái tuế. Báo hiệu đây sẽ là một giai đoạn có nhiều điểm sáng với con giáp này, mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của Tuất có thêm các tinh thiên ấn che chở nên vận trình không tệ chút nào, bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả. Tuất được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc mua sắm quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm của quý mệnh chủ tuổi Tuất cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Tuy nhiên, thời điểm này tuổi Tuất cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn. Có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tuất may mắn nhất và cẩm nang vượng vạn đúng từ sau Tết Dương lịch 2023 này. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Xem tử vi đúng dịp sau Tết Dương lịch của Mậu Tuất cho thấy, thời điểm này cũng mang tới không ít thách thức cho Mậu Tuất và trong đó vẫn tiềm tàng cả cơ hội dành cho Mậu Tuất. Đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Về phương diện tài lộc, thời điểm này không phải Mậu Tuất không có cơ hội gia tăng thu nhập, sự xuất hiện của một số các tin vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết.
Vận trình tình cảm thời điểm này của Mẫu Tuất khá bết bát, bạn khó lòng vượt dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng. Mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm, người độc thân tuy sốt ruột với tình trạng hiện tại nhưng cũng không thể thay đổi được gì, tinh thần khá chán nản. Sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống, áp lực tinh thần quá lớn khiến sức khỏe của con giáp này giảm sút đáng kể, bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh, chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn con số may mắn để giúp cho quý vị có thể thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu, con số may mắn, nam, 7, 69, 35, 17, nữ, 8, 22, 76, 58. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo các bậc thầy tử vi, Canh Tuất có một tháng sáng lạn nhờ có thiên đức cát tinh phù trợ. Cù danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tê bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Khi đi xe đạp hoặc lái ô tô trong thời điểm này, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo, nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên may mắn cho Canh Tuất là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều, bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc, nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Đây cũng là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này vượn nhất nhờ tam hội cục nâng đỡ. Trong khoảng thời gian này, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác. Những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Phương diện sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà bạn cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn con số may mắn để giúp cho quý vị có thể thu hút tài lộc, sự nghiệp hanh thông. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí, con số may mắn, nam 4, 80, 50, 96, nữ 2, 14, 93, 44. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi đúng dịp sau Tết Dương của Nhâm Tuất thấy rằng, Nhâm Tuất gặp sự xuất hiện của Thái Dương, Thiên Diêu, nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị trong thời gian này, tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam tuổi Nhâm Tuất dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bước phá bất ngờ trong lĩnh vực và dự án mình đang đảm nhận. Bạn siêng năng ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, có thể nói rằng bạn có một ý chí rất kiên nhẫn và bền bỉ. Nhâm Tuất thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính nên được thần tài để ý, lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất. Nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng nếu bạn hành động quá chậm. Hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Nhâm Tuất kiếm được khoản tiền to. Nhờ có sự ghé thăm của ngũ hành tương sinh nên quan hệ tình cảm của bạn được diễn ra một cách tốt đẹp, gia đạo trong ấm ngoài êm, con cái hạnh phúc sung vầy, những hiểu nhầm lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn cảm giác bình yên mà bạn từng mong đợi. Với các cặp đôi, tình cảm giữa hai bạn càng thêm phần ổn định trong giai đoạn này, tuy thỉnh thoảng giữa bạn và người ấy vẫn sẽ xảy ra những cãi vã nhỏ, nhưng sẽ không đến mức nghiêm trọng, thậm chí tình cảm còn càng thêm khăng khít sau những cãi vã, bởi cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến tuổi này dù là hoa có chậu,
Như sức thước hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ, bản thân bạn nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương, đen, quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu. Con số may mắn: nam 7, 26, 54, 79, nữ 8, 74, 30, 55. Vị trí thứ tư. Xin chúc mừng tuổi Mão, là con giáp may mắn được thần tài chiếu cố, thay vận đổi đời đúng từ sau Tết Dương lịch 2023 này. Người sinh năm Mão là người có vận may nhất trong 12 thuộc tướng, nó là loài vật tượng trưng cho tuổi thọ dài nhất trong các câu chuyện thần thoại, là vật linh thiêng tượng trưng cho mặt trăng. Đối với thuộc tướng Mão, người Việt Nam lấy mèo làm đại biểu, Trung Quốc lấy thỏ làm đại biểu. Với người sinh tuổi Mão, tượng trưng của con vật hiền hòa, nhân từ, nho nhã, đáng yêu, phương thức sống ở họ thường là mềm yếu, ngôn từ ôn hòa. Điều đó thể hiện một phẩm chất đầy đủ để trở thành một nhà chính trị kinh nghiệm, một nhà ngoại giao thành công. Người tuổi Mão là người yêu chuộng hòa bình và thanh lịch, biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay. Người tuổi Mão cũng là người kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Ở Mão là sự khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Người tuổi này thích giao thiệp, vì vậy người ngoài rất quý mến họ. Theo các bậc thầy tử vi cho biết, vận trình của tuổi Mão trong giai đoạn sau Tết Dương lịch này có nhiều điểm sáng. Gặp nguyệt lệnh lâm trường sinh, ngày Tết Dương báo hiệu Mão sẽ đón không ít tin vui trong công việc và cả tài lộc. Công việc tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra, bản mệnh làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu vinh hoa phú quý. Thời gian sau Tết Tây bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình. Thời điểm này Mão có tài tinh thực thần chiếu mệnh, tài lộc khởi sắc rực rỡ, đây cũng là thời điểm cận Tết, thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Dù vậy bạn cũng nên hết sức thận trọng kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, hùn hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Về phương diện tình duyên, đời sống tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định, đôi lúc có cãi vã nhưng nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Người độc thân vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Sức khỏe trung bình, tuy không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng bản mệnh vẫn cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Các bậc thầy tử vi cho biết từ ngay sau mùng 1 tháng 1 năm 2024 sẽ mang đến cho người tuổi Quý Mão rất nhiều may mắn. Thời điểm này sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với con giáp này. Các tinh chiếu mệnh, bản mệnh gặp may trong công việc, trở nên nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định. Tuy vẫn còn gặp không ít chông gai cản trở trên con đường tương lai, nhưng thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước. Sự nghiệp của bạn càng về những thời điểm cận Tết thì càng ổn định. Quý Mão sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp với kỹ năng chuyên môn xuất sắc. Chẳng những vậy, bạn còn có thể đưa ra một bản báo cáo chói sáng. Điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn. Những người đang theo đuổi thành tích, cuối năm sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Nếu chờ đợi vận may về tài lộc, giai đoạn sau Tết Dương mong ước của bạn sẽ thành sự thật. Tài khí đang trên đà phát triển, tuổi này sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao, xử lý lùng xùng rắc rối với khách hàng cực khéo. Bên cạnh đó, người kinh doanh được khách thương nên doanh thu cũng tốt hơn hẳn so với năm cũ. Nhìn chung, giai đoạn sắp tới là thời điểm tốt để người tuổi Quý Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp. Nhưng trái với sự hưng thịnh của sự nghiệp và tài lộc, các bậc thầy tử vi nhận thấy sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Quý Mão không mấy khả quan cho lắm. Đây là giai đoạn cuối năm, thời điểm này thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm lạnh. Minh đường tử vi khuyên bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng, chống chọi bệnh tật, đồng thời nhớ giữ ấm chân và nghỉ ngơi nhiều. Thời điểm này, có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tin bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe
4 sao, tình cảm, 3 sao, giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Con số may mắn, nam, 4, 78, 49, 07, nữ, 2, 56, 08, 24. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Theo các bậc thầy tử vi, vận khí của người tuổi Ất Mão vô cùng sáng lạn nhờ có các tin phù trợ. Đặc biệt, công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Sự nghiệp của con giáp tuổi này sẽ phát triển lên một tầm cao mới, tốc độ phát triển của những người này ngày càng nhanh, không khó để được thăng quan tiến chức, kiếm được nhiều tiền của về nhà. Trong thời gian sau Tết Dương lịch, người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Thời điểm này cũng là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác, những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn, nhất là trong những ngày đầu năm này. Bên cạnh đó, những người tuổi Ất Mão nên sắp xếp lại thời gian biểu để có được khoảng thời gian nhất định trong ngày cho việc tập luyện, cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân. Không những thế, giai đoạn này thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm lạnh, bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng, chống chọi bệnh tật, đồng thời nhớ giữ ấm chân và nghỉ ngơi nhiều. Thời điểm này, có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe, cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra hỏa huyết quang đáng tiếc. Người đã cao tuổi cần làm việc vừa với sức của mình, không nên cố gắng quá mức kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, quý nhân phù trợ: hợi, mùi, tuất. Con số may mắn: nam 1, 89, 27, 66, nữ 5, 45, 74, 30. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Đinh Mão trong giai đoạn đầu năm mới này. Hàng loạt các tin xuất hiện dự báo bản mệnh sẽ gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị trong thời gian này. Rất may là tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Mặc dù nhìn nhận sự thành công của người tuổi này là bởi may mắn, nhưng ít ai hiểu rằng bạn đã rất cố gắng và nỗ lực để đạt được thành tựu hiện tại. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam tuổi Đinh Mão dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bước phá bất ngờ trong lĩnh vực và dự án mình đang đảm nhận. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, tính hiếu thắng của bạn khá cao. Về tài lộc, thần tài cũng đang chú ý tới con giáp này, nhờ đó lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất, nỗ lực sẽ có kết quả, nhưng sẽ khó giành chiến thắng nếu bạn hành động quá chậm. Nhớ rằng tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân sẽ khiến Đinh Mão kiếm được khoản tiền to. Khoảng thời gian tuần đầu tiên của năm sẽ là lúc tài vận của bạn vượng nhất. Càng về cuối năm thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, Minh Đường Tử Vi cũng có một vài lời khuyên cho con giáp tuổi Mão trong thời điểm này, đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình. Vì ảnh hưởng của thiên hình khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh có mộ cho thấy, bản mệnh còn phải cố gắng, phấn đấu rất nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh dù chăm chỉ thông minh nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Mão dễ làm thất thoát tiền bạc trong thời điểm này. Bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho bề ngoài, vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian. Do đó, ngay từ hiện tại, khi có tiền cũng tránh việc lãng phí, tránh việc thích gì mua nấy, tuyệt đối không mua hàng xa xỉ. Vì tin rằng mình đang có nhiều tiền, bạn luôn phải thận trọng trong việc chi tiêu, không sử dụng đồng tiền bừa bãi. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Mão đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hay trách cứ thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe
5 sao, tình cảm, 4 sao, giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, con số may mắn, nam, 4, 45, 87, 04, nữ, 2, 90, 23, 47. Quý vị thân mến, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai. Vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng, số phận là sự có thể, lịch sử là cái chúng ta biến sự có thể thành hiện thực. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đón nghe những chia sẻ của chúng tôi từ Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.